Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, Dạ Nam Mô Phuttaya, thay mặt đại chúng trong rùm, con xin được thành kính cùng thiền đại đức Minh Hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Phuttaya. Dạ, con xin được kính cùng thiền đại đức Minh Hạnh ạ. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giới Qua Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giới Qua Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giới Qua Đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, Dutiyami Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì, Dutiyami Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, Tatiyami Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba, Tatiyami Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba, Tatiyami Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba, Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyami Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Lần thứ nhì,
Đô ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khang sa la nang khát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bụt thang sa la nang khát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang khát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sáng khang sa la nang khát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý tăng lần thứ ba. Tỳ Saranagaha năng Paripun năng phép vị tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama Phante dạ xin vâng. Banati Bata Vệ Sikha Badang Sama Yami. Con xin vâng dự điều học là quy tranh xa sự sát sanh. Adina Dana Veramani Sikha Badang Samayami. Con xin vâng dự điều học là quy tranh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Veramani Sikha Badang Samayami. Con xin vâng dự điều học là quy tranh xa sự tà dâm. Mu sa wa da we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamachapama da thana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Mu sa wa da ve ra ma ni sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma tha tha na ve ra ma ni sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padane sathukang katawa appamadena nicchaka lang sammarakitappang. Vì thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với con giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên đi vui. Ma phan tê dạ xin vâng. Si la na sugatan yanti, si la na pho vasam bada, si la na nipotan yanti, tasma si la muso. Ha ye, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính trên đại đức ngưng hành đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên, chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước nào rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến,
Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Bụt-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sang-kha-ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Avatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Sa thú kính cảm ơn Huỳnh Quá Thành à. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Huỳnh Quá Tha Na, khích vạn đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Huỳnh Quá Tha Na, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Can La Ra, mến chào Kỳ An Lạc, kính chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ, kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, mến chào Sức Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, kính chào Ngọc Đăng, mến chào Châu Phan, kính chào kêu em đó, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng được thính pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, hôm nay ngày cuối tuần chủ nhật mà cũng là cuối năm, đạo tràng chúng ta sẽ được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn câu pháp cú phẩm 8 phẩm ngàn từ 104 đến 107. Dạ, trước khi con thỉnh pháp sư, dạ con xin thay mặt đạo tràng con thành kính dâng quả phước nào mà đạo tràng chúng con đã tạo được đến với chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, mong rằng phước chúng con đã tạo dâng đến quý ngài để quý ngài thân tâm được an lạc và tu tập sớm đạt đạo quả y như ý nguyện của quý ngài. Dạ, ngày cuối năm con xin thay mặt đạo tràng, dạ, kính chúc quý ngài. Và Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng, dạ, kính chúc quý bà, quý cô tu nữ và tất cả quý anh chị em đạo hữu thường vào rơm pháp cú để học và ôn tập bài học. Dạ, đình có nhiều sức khỏe thuận duyên trong cuộc sống, nhất là tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama để được sự lợi ích và sự an vui lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt hướng dẫn cũng như điều hợp chương trình ân bài ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi.
biết lòng ở đạo dạy đời, nhâm quần lập giả ngày dời chân sanh. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn nữ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni a tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn cũng như điều hợp chúng con ôn bài pháp cú kinh 104 đến 107. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính lễ chư Tăng, Thượng Tọa, Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng các quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày Chủ Nhật, ngày 30 tháng 1 năm 2022, cũng như là những ngày cuối năm. Hôm nay là ngày 28 âm lịch rồi, chúng ta còn một ngày nữa thì sẽ đến giao thừa và sang năm mới, năm dần. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta sẽ tiếp tục cho buổi ôn tập tuần. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 104, 105, 106 và 107. Bốn câu kệ ngôn Pháp Cú này được trích ra từ phẩm Sahasrara, phẩm ngàn trong kinh Pháp Cú. Và bây giờ tất cả quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho Sankhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, một lần nữa con xin kính lễ chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Bởi vì rằng ngày hôm nay cũng như là chúng ta còn ngày mai là những ngày cuối năm để chuẩn bị bước sang cái năm mới, thì trước cái thềm năm mới, chúng con cũng xin kính chúc chư Tăng và cũng xin mến chúc toàn thể đạo tràng, các quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh, cũng như là các gia đình và con thân quyến của các quý vị luôn được sự an vui và đón chào một cái năm mới đầy an khang thịnh vượng. Và nhất là những vì chúng ta là người con Phật, chúng ta có niềm tin, đức tin nơi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và xin chúc cho toàn thể các quý vị cũng như là bản thân của Tịnh Đạt sang năm mới thì đạo tâm vững vàng và càng ngày càng tăng trưởng cái đức tin nơi Tam Bảo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay, đó là ôn tập cuối tuần với 4 câu kệ ngôn Pháp Cú số 104, 105, 106 và 107. 4 câu kệ ngôn Pháp Cú này sẽ tương ứng với 3 cái duyên sự mà nói lên cái nguyên nhân mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về 4 câu kệ ngôn này. Một lát nữa đi, chúng ta sẽ có dịp để mà ôn tụng lại, nhắc lại. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt. Cảm ơn bác Quá Thanh Á đã hỗ trợ bài. Phẩm Sahasawaka, phẩm ngàn, câu số 104. Atta ha we chi tang say yo ya cha yang i ta ra ba cha Atta dan ta sa bo sa sa ni chang san ya ta cha ri no Atta ha we chi tang say yo ya cha yang i ta ra ba cha Atta dantasa bosasa nicchang sanya ta charino. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình thường sống tự chế ngự. Câu số 105. Ne wa devo na ganthapo na maro saha brahmuna chi tang abha chi tang kajira ta tha rupa sa chantuno. Ne wa devo na ganthapo na maro saha brahmuna chi tang abha chi tang kajira ta tha rupa sa chantuno. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Câu số 106. Ma se ma se sa se na yo ya je ta sa tang sa mang e kan cha pha vi ta ta nang mo ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na sa yo yan che wa sa sa tang hu tang. Ma se ma se sa ha se na yo cha yo ye cha ta sa tang sa mang e kan cha pha vi ta ta nang mo ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu cha na se yo yan che wa sa sa tang hu rang. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Câu số 107. Yo cha wa sa sa tang chan tu agin bari cha re wa ne e kan cha pa vi ta ta nang mo ta ma bi bu cha ye sa ye wa bu che bu cha na se yo yan che wa sa sa tang hu tang. Yo cha wa sa sa tang chan tu agin bari cha re wa ne
Ekan cha pavita tanam mutama bipuchaye Saye wa bhojana sayo yanche wa sa satangurang. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, vừa rồi thì chúng ta vừa ôn tập một lượt 4 câu kệ ngôn, câu từ câu số 104 đến 107. Bởi vì trong 4 câu kệ ngôn này, câu số 104 và 105 có cùng một cái duyên sự. Vì thế cho nên tuy rằng chúng ta ôn tập 4 câu chỉ có 3 cái duyên sự tích truyện mà thôi. Câu số 104, 105 có một cái sự. Câu 106 liên quan đến một cái duyên sự, và 107 liên quan đến một cái duyên sự khác. Thì một lúc nữa thì xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta ôn tập lại, đọc trùng tụng lại 4 câu kệ ngôn pháp cú này, và đồng thời sẽ đọc lại, đọc thêm phần tích truyện sự tóm tắt, để chúng ta có thể phần nào biết được, gợi nhớ lại cái nguyên nhân, lý do tại sao mà có cái câu ngôn pháp cú này, cũng như là Đức Phật Ngài muốn nói, muốn khuyên dạy, muốn sắp tấn người nào đó có cái khó khăn, có cái sai trái, có cái cần phải nhắc nhở. Thì lúc đó chúng ta sẽ y cứ vào đó, vào cái tình huống đó, vào cái vị trí của người đó, và chúng ta sẽ rút cho mình một cái bài học kinh nghiệm. Và bây giờ thì cũng đến giờ, xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta chọn cho mình một câu kệ ngôn trong 4 câu, từ câu 104 đến 107, và trùng tụng lại. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin kính mời vị đầu tiên ạ. Dạ, kính mời cô Rạng Đông. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tân Đạt. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo trang. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Thầm Á Chá Rí. Con xin kính chào đạo trang. Dạ, con chọn câu số 104. Sau đây con xin kính đọc câu 104. Á ta há quê trí tăng say vô, và cha dần ý ta ra pa cha. Á ta đành ta xá vô xá xá, nít chẳng sành nhá ta chà rí nô. Á ta há quê trí tăng xây vô, và chà dần ý ta ra pá chà. Á ta đành ta xá vô xá xá, nít chẳng sành nhá ta chà rí nô. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sự ạ. Tại Chê Táo Bá Ná, một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật về các điều khiến cho bản thân bị sa sút và gây tổn hại cho tương lai. Đức Phật giải đáp rằng có những nguyên do chính như lười biếng, hung bạo, háo sắc, vân vân. Và rồi Đức Phật hỏi thăm về cuộc sống của anh như thế nào.
Sau khi anh đáp rằng ông bằng nghề cờ bạc, mà kết cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thật sự là tự thắng mình. Người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng, không còn ai có thể thắng người ấy được. Và chấm dứt. Kính cảm ơn huynh Quốc Thanh Á đã post bài. Và kính mời sis Thanh Thủy nha. Dạ, cảm ơn Hạ Long. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào lòng quý đạo hữu. Cảm ơn Hạ Long cho biết kính lễ qua. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 105. Nê quá đê vô ná ganh tháp bồ nam ma rô sa háp ram mu na chí tăng áp chí tăng ca di ra ta tha ru pát sa chan tu nô. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma dương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc duyên sự. Tại Chê Tá Quán Ná, một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật về các điều khiến cho bản thân bị sa sút và gây tổn hại cho tương lai. Đức Phật dạy đáp rằng có những nguyên do chính như lười biếng, hung bạo, háo sắc, vân vân. Và rồi Đức Phật hỏi thăm về cuộc sống của ông như thế nào. Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc mà kết cuộc có lúc ăn, lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thật sự là tự thắng mình, người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng, không còn ai có thể thắng người ấy được. Và con đã đọc xong. Sau đây kính mời Tina ha. Con kính trên đầu tràng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô thư nữ, con kính chào đại tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 106. Ma se ma se sa ha se na yo ya che tha sa tang sa mang e can cha va wi ta ta nang mu hu ta ma bi bi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tang hu tang. Thẳng thẳng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma se ma se sa han se na yo cha che tha sa tăng sa mang e can cha va vi tan ta nang mun ta ma pi bu cha ye sa ye wa pu cha na se yo yan che wan sa sa tang hu tang. Dạ, con xin phép được đọc tích truyện. Cuộc gặp gỡ giữa ngài Sariputta và Bà La Môn là người cậu của mình nói về con đường dẫn đến nhà trong tương lai. Người Bà La Môn kể rằng mỗi tháng đều dùng nhiều tiền của để cúng dường những đạo sĩ lõi thể Nigantha với ước vọng được tái sanh vào cảnh trời, biết được thiện chí của Bà La Môn, nhưng tiếc chưa được hướng dẫn đúng cách. Nên ngài Sariputta đem ông đến gặp Đức Phật và ông được Đức Phật hướng dẫn vào con đường chân chánh. Đức Phật dạy rằng:
Này thầy Bà La Môn, việc ông đã làm phước bố thí như vậy, dù ông có làm liên tục cả trăm năm cũng không bằng trong giây phút ông có tâm trong sạch, nhìn ngắm một vị thinh văn của ta, hoặc ông đệ bác cũng dường một vác cơm canh đến vị ấy, thì sẽ được phước báo to lớn thù thắng hết hơn hết. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô, tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tới tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư Tỳ Na. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ thường tọa minh hạnh, lễ Đức Tịnh Đạt, lễ Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc bài số 107. Vô cha quá xá xá tá vô cha quá xá xá tăng chan tú ác ghim pa ri chá rề quá nê ê canh chá pa quý tá ta năng mũ hút tá ma pí bù chá dê xa dê quá bù chá na xì vô danh chê quá xá xá tăng phú tăng vô chá quá xá 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 tăng chan tú ác ghim pa ri chá rề quá nê ê canh chá pa quý tá ta năng mô hút tá ma pí phù chá dê xa dê quá phù chá na si vô dành chê quá xá xá tăng hú tăng dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường như vậy tốt hơn 100 năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nghe nói rằng cháu của Ngài Sariputta là Bà La Môn theo đạo thờ lửa và có thói quen mỗi tháng giết một con thú tế thần để cầu mong được tái sanh vào cảnh phạm thiên. Ngài Sariputta tội nghiệp cho hành động của người cháu vì không được dạy bảo cho hướng theo chánh đạo và vì lòng bi mẫn muốn tiếp độ nên đã đem cháu đến hầu Phật và Đức Phật chỉ dạy hướng dẫn người cháu về con đường chân chánh. Sau khi biết được duyên sự Đức Phật dạy rằng: Này thầy Bà La Môn, dầu ông có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả 100 năm đi nữa, sự cúng tế của ông cũng không bì kịp sự cúng dường đến bậc thanh văn của Như Lai dầu chỉ trong giây lát. Và hết. Và cảm ơn, mời Pháp Nguồn Lào Cai. Và kính mời. Dạ, sa thú, kính cảm ơn. Dạ, Pháp Nguồn Đầu Gai đã rất mít. Dạ, Nhật Quỳnh không biết cô tu nữ thăm máy cái đấy có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đặng Đông Thanh Thị và Tina cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cô tu nữ thăm máy cái đấy ơi, cô có trước máy không? Nhật Quỳnh thấy cô nãy giờ xe rùm mấy lần rồi, cô có thể cầm mít được không? Cô cho một tín hiệu à. Dạ. Đồng
khi chưa có tín hiệu, cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí mời Pháp Nguồn Nào Cai nha. Pháp Nguồn Nào Cai trở lại rồi. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Ban nãy con bị rất mạng ra ngoài. Dạ, con xin phép được đọc và kệ câu Pháp Cú 105 ạ. Dạ. Nê wa đề vô na gần tháp bồ nam ma rô sa ha ram mu na chi tăng pa chấp chi tăng a pa chi tăng ca ri ya ta tha ru pa sa chan tu no. Nê wa đề vô na gần tháp bồ Namarosa haramuna chitang apang chitang apa chitang kariya tatarupa sachantuno. Dầu thiên thần Thất Bà, dầu ma vương Phạm Thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Tại Chetawana, một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật về các điều khiến cho bản thân bị sa sút và gây tổn hại cho tương lai. Đức Phật giải đáp rằng có những nguyên do chính như lười biếng, hung bạo, háo sắc, vân vân. Và rồi Đức Phật hỏi thăm về cuộc sống của anh như thế nào. Dạ, con ông ạ. Con xin... Ô, vẫn còn. Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc và kết cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thật sự là tự thắng mình. Người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng không còn ai có thể thắng người ấy được. Thế đã, dạ. Con xin, con đã đọc xong ạ. Con xin được xuống đấy, con mời một vị khác ạ. Có gì sai, kính mong sư cùng đạo tràng hoan hỷ cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sáng Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tham Ma Chà Ri, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân tràng cho biết âm thanh rõ. Con kính tri ân Chư Bát Thành Na Đa Phật. Bài cho con, dạ con xin phép đọc câu Phật ngôn 104. Atta hakwe jitang sayo ya cha yang itara pacha Atta danta sapo sasani chang sanyata charino. Cờ thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo đều phục mình, thường sống tự chế ngự. A ta ha quê chị tăng say vô gia cha giang y ta ra pa cha A ta đan ta sa po sa sa ni chang sa nha ta cha ri no. Tự ai cần cần xin diễn sự. Dạ, kính trên cô đàn đông. Tại Chê Tá Quá Ná, một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật về các điều khiến cho bản thân bị sa sút và gây tổn hại cho tương lai.
Đức Phật giải đáp rằng có những nguyên nhân do chính như người lười biếng, hung bạo, háu sắc, vân vân. Và rồi Đức Phật hỏi thăm về cuộc sống của anh như thế nào. Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc mà kết cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thực sự là tự thắng mình. Người thắng được kẻ khác trong sòng đổ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục điều phục thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng, không còn ai có thể thắng người ấy được. Sa thứ, dạ con kính tri ân đạo tràng, dạ con rất là quan hệ với câu Phật ngôn này với một người tu tập á. Thì với nếu mà suy tưởng về cái câu Phật ngôn như vậy đó, thì mình sẽ từ từ điều phục cái phiền não của mình. Mà mỗi lần phiền não trỗi dậy đó, thì cái tâm mình không có nhấn vào những cái đối tượng ganh ghét đối tượng, mà mình phải nhìn về cái phiền não của mình thì tâm sẽ được lắng động. Dạ con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân quý sư, dạ con kính dân mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Thà. Dạ sa thu làm thầy tâm pháp. Nam mô Bụt Thà Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sẵn Khà Dạ, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp của chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Alo, alo, nghe lại chưa? Ok, dạ, cảm ơn xin nhận hình trong pháp và tin lành. Yo cha vat sa sa tang chan tu a ki par i cha re wa ne e kan cha pha vi ta ta nang mo ho ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yan che wa sa sa tang hu tang yo cha wa sa sa tang chan tu a king pa ri cha re wa ne e kan cha pha vi ta ta nang mo ho ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na sa yo yan che vát sa sa tăng hu tăng. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Bản dịch của ngài Minh Châu. Nghe rằng cháu của ngài Sariputta là Bà La Môn theo đạo thờ lửa và có thói quen mỗi tháng giết một con thú tế thần để cầu mong được tái sanh vào cảnh Phạm Thiên. Ngài Sariputta tội nghiệp cho hành động của người cháu, vì không được dạy bảo cho hướng theo chánh đạo, và vì lòng bi mẫn muốn tiếp độ nên đã đem cháu đến hầu Phật. Và Đức Phật chỉ dạy, hướng dẫn người cháu về con đường chân chánh. Sau khi biết được duyên sự, Đức Phật dạy rằng, này thầy Bà La Môn, dầu ông có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả 100 năm đi nữa, sự cúng tế của ông cũng không bì kịp sự cúng dường đến bậc thanh văn của Như Lai, dầu chỉ trong giây lát. Dạ, con xin được hết. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thành Á. Dạ, cảm ơn Tâm Pháp, cảm ơn Lặng Đồng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh đang chờ cô tu nữ Thâm Á Chari 30 giây. C-
Coi cô có trở vào được không? Có lẽ cô rất là muốn cầm mic mà đường nét của cô nó yếu hay như thế nào, cô lại rời rung nữa rồi. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình, kính lễ với bà, với cô tu nữ Nhật Bình, kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, con chưa thấy cô tu nữ Thâm Má Chá Rí trở lại đạo tràng. Dạ, con xin được ông bài câu Pháp Quốc Kinh 104 Linh Hoa Thành Á cho Nhật Bình bài học ha. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Atta ha quê ki tăng say yo ya cha yang itara ba cha atta dan ta sa bo sat sanit chan san nyata cha di no atta ha quê ki tăng say yo ya cha yang atira ba cha atta dan ta sa bo sa sanit chan san nyata cha di no tự mình thắng. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Tự thắng tốt đẹp hơn hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Dạ con xin được kể. A ta ha quê vị tăng say vô dạ cha văn y ta ra ba cha Atta-danta sa-bo-sa-sa-nit-chan-san-nya ta-cha-ri-no Atta-ha-we-chi-tang-say-yo-ya-cha-yang-i ta-ra-ba-cha Atta-danta sa-bo-sa-sa-nit-chan-san-nya ta-cha-ri-no. Dạ cảm ơn Nhạn Đông. Tại Chê Tá Quá Ná, một người chuyên nghề cờ bạc đến hỏi Đức Phật về các điều khiến cho bản thân bị sa sút và gây tổn hại cho tương lai. Đức Phật giải đáp rằng có những nguyên do chính như lười biếng, hung bạo, háu sắc, vân vân. Và rồi Đức Phật hỏi thăm về cuộc sống của anh như thế nào. Sau khi anh đáp rằng anh sống bằng nghề cờ bạc và kết cuộc có lúc ăn lúc thua, Đức Phật giải thích rằng chiến thắng thật sự là tự thắng mình. Người thắng được kẻ khác trong sòng độ bát không mấy gì có giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vị, người đã tự thắng không còn ai có thể thắng người ấy được. Dạ, bạn duyên sự đến đây đã hết. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con thủ một là bài 104, hai là 107. Mà lúc nãy con nghe huynh đã kể 107 rồi thì con xin được ôn 104. Thật sự thì tâm con rất thích 104, nhưng mà con sợ là không điều bài giống như hôm trước, sư không có được hoan hỷ lắm nên con phải canh. Dạ. Cuối cùng thì huynh đã ôm câu chót thì con ôm trở lại câu đầu 104 và con rất hoan hỷ theo cái lời của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mỗi lần có phiền não tới, có buồn phiền một người nào đó thì con phải tự dạy mình. Dạ. Mình phải tự thắng mình, mình không nhìn đối tượng mà mình nhìn mình, tại sao mình như vậy. Nên là con rất tri ơn thầy Đức Tịnh Đạt có buổi ôn tập cuối tuần để mình nhìn lại mình. Dạ, và con rất là tri ơn chư Tôn Đức hàng ngày đã vào đạo tràng để chứng minh những chuyện giới và giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con áp dụng trong cuộc sống để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và một lần nữa
Con thành kính tri ân quý ngài và Nhật Bình, rất là cảm ơn đạo tràng nhà, cũng như cảm ơn ban điều hành đã hỗ trợ cho room pháp cú được hoạt động rất là ổn định. Mỗi khi người này bận thì có người kia đưa tay ra đỡ, nên lúc học room cũng hoạt động rất là tốt, để mọi người vào học được những lời dạy của Đức Thế Tôn do truyền cửu quý sư truyền thừa. Nên con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng. Và bây giờ thì con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa, nên con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Lạc từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được sư giảng dạy cũng như kết thúc buổi học ngày hôm nay. Và con kính nhân mít thánh sư. Dạ sa thú, sa thú lành thai. Và một lần nữa thì xin được tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn pháp cú kinh và cũng như là lớp ôn tập cuối tuần ngày chủ nhật. Và cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Hôm nay thì chúng ta vừa ôn lại bốn câu kệ ngôn pháp cú 104 đến 107 với ba cái duyên sự. Trong những cái duyên sự này thì có vị này thích cái duyên sự này, có vị thì thích cái duyên sự kia. Cái điều đó nó Tịnh Đạt cũng rất là hoan hỷ, bởi vì thưa quý vị rằng không phải đơn thuần mà chúng ta thích cái câu duyên sự đó, cái câu kệ ngôn đó. Thứ nhất đó là muốn mà được thích một cái câu kệ ngôn mà chúng ta cảm thấy hợp với mình đó, cái điều đầu tiên là quý vị phải tham gia một cái diễn đàn nào đó. Là đó là điều đầu tiên. Tự mình tham gia, tự mình lắng nghe, tự mình đọc lại. Cái điều thứ hai nữa đó, trong những cái buổi tham gia, trong những cái lời giải thích, trong những cái câu mà chúng ta lắng nghe, lại chúng ta lại phát hiện sao cái chỗ này nó giống mình quá. Sao cái câu này Đức Phật ngày dạy cho cái vị kia mà giống như là dạy cho bản thân mình. Thì đó là một cái điều may mắn. Nhờ cái sự chuyên cần của mình, nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cái sự chú tâm lắng nghe mà chúng ta học được một cái bài học cho riêng mình. Đôi khi 5-7 lần mới được một cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Và như vậy thì cứ 10 lần, 20 lần thì chúng ta lại có nhiều cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Thì quý vị thấy rằng Phật Pháp á, thì rất là nhiều, rất là rộng. Nhưng mà để cho phù hợp với từng cá tánh, từng cái ý thức, từng cái suy nghĩ của mỗi người á, là rất là khó để mà phù hợp. Áp dụng, tại vì mỗi chúng ta sẽ có một cái khuynh hướng riêng, và bên cạnh đó là trong cuộc sống của mình mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm cuộc sống riêng khác nhau hoàn toàn, không có ai giống ai hết. Và trong cái trải nghiệm đó chúng ta lại có những cái vui buồn, và chính những cái trải nghiệm vui buồn đó mà chúng ta gặp những cái bài học mà phù hợp. Nếu như không, chúng ta không có học cái bài học về Phật Pháp thì chúng ta